Đây là một cái ca lâm sàng của một bệnh nhân nữ 56 tuổi tới khám phòng khám tim mạch vì đau sau xương ức. Và bệnh nhân có cái kiểu đau này 6 tháng nay, đó là cái kiểu đau âm ỉ, xót rát ở vùng sau xương ức và thượng vị, kèm một cái cảm giác hơi hụt hơi, khó thở, nhưng mà nó cơn đau này không liên quan với gắng sức hay bữa ăn, cũng không kèm theo các cái rối loạn tiêu hóa như là ói hay là ợ. Và cái cơn đau thì nó kéo dài thay đổi, có lúc thì chỉ dưới 15 phút, có lúc thì vài giờ, và khi ngậm nitroglycerin thì không thấy giảm đau gì rõ rệt. Gần đây thì cái cơn đau xảy ra thường xuyên hơn, cho nên bệnh nhân lo sợ không biết mình có bị bệnh tim giống như mẹ mình hay không. Về tiền căn bản thân thì bệnh nhân có tăng huyết áp từ 5 năm nay và điều trị đều với amlodipine 5 mg mỗi ngày, và huyết áp tương đối ổn định ở mức 130 trên 80 mg thủy ngân, và bệnh nhân được tái khám đều mỗi tháng để lãnh thuốc bảo hiểm y tế. Cách đây 3 tháng thì bệnh nhân cũng có triệu chứng tương tự lần này và đã được bác sĩ phòng khám tim mạch cho làm ECG điện tâm đồ gắng sức với một cái kết quả không rõ ràng là với cái gắng sức tối đa 100W thì có ST trên xuống nhưng chỉ khoảng 0,15 đến 0,2 mV ở D1 và V5. Và siêu âm tim qua thành ngực thì cũng không có ghi nhận rối loạn vận động vùng gì cả. Về tiền căn bệnh lý thì ngoài tăng huyết áp thì bệnh nhân không có đái tháo đường, bệnh nhân có cái COPD từ 3 năm nay và chỉ dùng Bambiteron 10 mg một viên mỗi ngày. Và bệnh nhân này thì có thêm cái chuyện là béo phì và lười vận động. Bệnh nhân đã mãn kinh được 4 năm nay. Về tiền căn gia đình thì mẹ bị đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và mất năm 54 tuổi vì nhồi máu cơ tim cấp sau khi nhập viện 6 giờ. Khám lâm sàng thì mình thấy bệnh nhân có thể cạn mạch, mạch khoảng 100 lần một phút và huyết áp thì tốt 119 trên 79 mmHg thủy ngân. Thì cái câu hỏi đặt ra là bệnh nhân hỏi bác sĩ là liệu tôi có mắc bệnh tim giống mẹ tôi hay không? Và liệu tôi có thể tử vong đột ngột giống mẹ tôi không? Và bác sĩ của mình cần làm gì tiếp để trả lời cái câu hỏi này của bệnh nhân? Thì năm 2019, ESC đã đưa ra cái guideline xử trí một bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn. Trong đó có nêu lên cái quy trình 6 bước tiếp cận một bệnh nhân đau ngực hoặc là triệu chứng tương đương với đau thắt ngực, đó là khó thở. Thì cái bước số 1 sẽ là đánh giá triệu chứng và thăm khám lâm sàng để xác định xem đây có phải là đau thắt ngực không ổn định hay không, tức là có phải hội chứng mạch vành cấp không. Thì mình biết rằng là cái triệu chứng chính của hội chứng mạch vành mạn nó cũng là cơn đau thắt ngực như là của hội chứng mạch vành cấp. Và trong cái hội chứng mạch vành mạn tính này á, thì nó sẽ có 6 cái bệnh cảnh lâm sàng chính, trong đó sẽ là cái bệnh cảnh mà bệnh nhân có cái triệu chứng đau thắt ngực ổn định và hoặc là khó thở. Và như vậy là bệnh nhân nghi ngờ có bệnh động mạch vành. Thì thông thường thì trong quá trình hướng dẫn lâm sàng cho bác sĩ thì chúng tôi thấy rằng là mình hay có bị túng túng trong cái việc đánh giá hỏi triệu chứng lâm sàng của một bệnh nhân đau ngực, và thường thường là hay bỏ sót các cái thành tố của cái việc đánh giá triệu chứng đau. Thì ở đây chúng tôi xin lược đơn cử hai cái cách dễ nhớ để mình đánh giá đau nói chung và đa cơn đau thắt ngực. Trong đó mình sẽ nhớ các cái sóng của điện tâm đồ như là OPQRSTU để mình coi cơ đau khởi phát như thế nào, yếu tố làm tăng làm giảm tính chất đau ra sao, vị trí đau như thế nào, lan như thế nào, mức độ nặng, thời gian cơn đau điều trị như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào tới cái hoạt động sống của bệnh nhân. Thì cái câu hỏi trong cái bước 1 và khi tiếp cận một bệnh nhân đau ngực đó là có phải đây là cơn đau thắt ngực không ổn định hay không? Thì chúng tôi xin giới thiệu với quý đồng nghiệp cái lược đồ đánh giá cái một cái cơn đau thắt ngực mà hội tim mạch châu Âu đề nghị khi bệnh nhân vào viện hoặc là tới phòng cấp cứu. Thì mình sẽ xác định xem bệnh nhân có những cái tiêu chuẩn nguy cơ cao để gợi ý rằng cái đau ngực này là đau ngực do hội chứng mạch vành cấp hay không. Trong đó sẽ dựa vào bệnh sử có tiền căn bệnh can thiệp động mạch vành qua da hoặc là phẫu thuật bắt cầu có cái dấu hiệu lâm sàng gợi ý có biến chứng cấp. Có điện tâm đồ gợi ý nhờ thiếu hội chứng mạch vành cấp rất là rõ, có tăng men tim và cuối cùng là có cái score, heart score. Thì tôi thấy cái heart score này nó tương đối dễ nhớ cho nên là xin được giới thiệu với quý đồng nghiệp. Cái chữ heart nó sẽ gồm có bệnh sử, điện tâm đồ, tuổi, yếu tố nguy cơ, men tim, và để mình phân định ra bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cấp thấp hay không, tức là nhỏ hơn hoặc bằng yếu tố ba yếu tố nguy cơ. Thì bệnh nhân của mình chỉ có khoảng 3 yếu tố nguy cơ cho nên là ở nguy cơ nhóm thuộc nhóm nguy cơ thấp, không phải là cơn nguy cơ thấp bị đau thắt ngực không ổn định.
Vậy cái câu hỏi đặt ra tiếp theo là mình phải xem coi vậy đây có phải là một cái cơn đau thắt ngực hay không, tức là đau ngực do thiếu máu cục bộ cơ tim hay không. Thì cái cơn đau thắt ngực, đau ngực do thiếu máu cục bộ cơ tim nó phải thỏa đủ ba cái tiêu chuẩn, là cái tính chất đau điển hình, nó phải khởi phát lúc gắng sức thể lực, và nó phải giảm đau lúc nghỉ ngơi hoặc là trong vòng 5 phút sau khi ngậm nitroglycerin. Và nếu mình chỉ thỏa khoảng hai cái tiêu chuẩn trên thì nó là cơn đau thắt ngực không điển hình. Và nếu mình không thỏa một tiêu chuẩn nào hoặc chỉ có một tiêu chuẩn thôi thì mình sẽ xếp vô là đau đau ngực mà không phải là cơn đau thắt ngực. Thì nếu dựa vào cái tính chất đau mà bệnh nhân tả thì mình có thể xếp bệnh nhân này là thuộc cái đau ngực mà có thể là không phải cơn đau thắt ngực. Và như vậy nếu không phải cơn đau thắt ngực thì ở đây chúng tôi xin được giới thiệu với quý đồng nghiệp hai cái cột nguyên nhân của đau ngực, trong đó thứ nhất là nguyên nhân tim mạch và cái thứ hai là không phải nguyên nhân tim mạch, trong đó đa số là các nguyên nhân tiêu hóa, phổi, màng phổi, cột sống, chấn thương chẳng hạn, và các cái trường hợp đau thần kinh, đau dây liên xương. Vậy thì nếu bước 1 mình đã loại trừ bệnh nhân không phải là đau thắt ngực không ổn định thì mình sẽ qua bước thứ hai là đánh giá các bệnh lý đi kèm và chất lượng cuộc sống. Thì cái ca bệnh nhân của mình thì bệnh lý đi kèm là tăng huyết áp và có COPD, tuy nhiên là nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống, mọi hoạt động sống của bệnh nhân vẫn được duy trì đầy đủ, không chỉ có cái đau ngực gần đây làm cho bệnh nhân khó chịu. Vậy thì cái bước số 3 là mình sẽ làm những cái cận lâm sàng đơn giản trước như là điện tâm đồ khi nghỉ, xét nghiệm máu, X-quang ngực và siêu âm tim. Thì ca này á, ECG lúc nghỉ là bình thường, X-quang ngực, siêu âm tim cũng không ghi nhận gì bất thường đặc biệt. Đường huyết bệnh nhân là 110 mm miligam phần trăm và HbA1c là 6.0. Cái bi lăng lipid máu của bệnh nhân thì ta thấy nó hoàn toàn trong cái giới hạn bình thường, với LDL là 80. Và cái về đánh giá cái yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành của ca này thì những yếu tố nguy cơ mà không có thể thay đổi được đó là tuổi trên 55, thứ hai là nữ mãn kinh, và cái thứ ba nữa là tiền sử gia đình có người bệnh mạch vành sớm. Còn những yếu tố có thể thay đổi được đó là tăng huyết áp, béo phì và cái thói quen ít vận động. Nếu mà mình thử đánh giá cái nguy cơ bệnh tim mạch tử vong trong vòng 10 năm theo cái thang điểm score, thang điểm score này thì mình sẽ dựa vào tuổi của bệnh nhân, phái có hút thuốc hay không hút thuốc, trị số huyết áp và trị số cholesterol toàn phần. Thì mình sẽ đánh giá xem bệnh nhân của mình thuộc ở nhóm nào. Của mình nó có cái màu xanh ở đây, tức là cái mức cái nguy cơ mạch vành 10 năm của bệnh nhân dao động trong khoảng 1 đến 5%. Và nếu mình đánh giá theo cái trường phái của Mỹ thì mình có thể dựa vào cái thang điểm ASCVD risk, mà ở đây thì mình điền các cái thông số nào gì vô. Các anh quý đồng nghiệp mình có thể gõ cái trên trên qua trên internet cái này và mình có thể gõ vô để mình có thể tính ra được ca này là cái nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa trong vòng 10 năm là nguy cơ thấp 2,1%. Vậy thì mình bước thứ tư phải là cái bước đánh giá cái xác suất tiền nhiệm và cái khả năng mắc bệnh động mạch vành. Thì cái bước xác suất tiền nhiệm này nó sẽ dựa vào tuổi, dựa vào phái và dựa vào cái tính chất đau ngực để mình nghi ngờ xem bệnh nhân mình thuộc cái khả năng mắc bệnh mạch vành như thế nào. Thì nếu như hồi nãy mình nói là một cái đau ngực không phải đau thắt ngực thì sẽ bệnh nhân này ở khoảng 3%. Nếu mà mình lo ngại rằng là mình có thể bỏ sót cái đau thắt ngực thành nhóm đau thắt ngực không điển hình thì cái nguy cơ khả năng mắc bệnh mạch vành của ca này cũng chỉ là trong khoảng từ 3 cho đến 6%, chỗ tôi đang tô đỏ. Thì người ta từ cái xác suất tiền nhiễm bệnh mạch động mạch vành tắc nghẽn thì người ta chia thành 3 nhóm. Thấp là 5%, trung bình là 5 đến 15% và trên 15%. Thì 5 đến 15% là cái nhóm của bệnh nhân mình. Vì vậy cho nên mình phải cân nhắc thêm một số các yếu tố. Cái những yếu tố làm giảm khả năng mắc bệnh mạch vành đó là cái ECG gắng sức bình thường. Thì cái ECG của cái ca này thuộc nhóm gọi là không có thể khó diễn giải là nó có bình thường hay không. Còn những yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh mạch vành của ca này đó là tăng huyết áp và tiền căn gia đình có bệnh tim mạch sớm. Như vậy nếu dựa vào theo cái mà xác suất tiền nhiễm thì mình sẽ bước qua bước thứ năm là mình nên chọn cái loại phương pháp nào để mà mình có thể đánh giá bệnh nhân có bệnh động mạch vành tắc
kẽn hay không. Thì với cái guideline năm 2019, người ta thấy có cái thay đổi về cái vai trò của điện tâm đồ gắng sức. Điện tâm đồ gắng sức năm 2013 sẽ được xem là một cái phương tiện chẩn đoán cho những cái đối tượng mà có xác suất tiền nhiễm trung bình. Nhưng trong guideline 2019 thì nó chỉ được dành để đánh giá nguy cơ, và nó nếu dùng nó để mà loại trừ hoặc đánh giá cái sự kiểm soát triệu chứng của bệnh thiếu máu cục bộ thì nó chỉ là class 2B. Vậy chúng ta sẽ theo cái lược đồ chẩn đoán bệnh mạch vành theo xác suất tiền nhiễm, thì bệnh nhân của mình sẽ là thuộc cái nhóm có cái ngôi sao đỏ ở đây, tức là khả năng nghẽn mạch vành trên lâm sàng thấp, toàn trạng của bệnh nhân đủ tốt để cho một cái chất lượng hình ảnh tốt và nguồn lực tại chỗ cũng có, cũng như là bệnh nhân không có cái tiền sử bệnh mạch vành. Vì vậy bệnh nhân sẽ thuộc cái nhóm mà nên lựa chụp MSCT động mạch vành. Đây là một cái phương pháp chụp mà nó không xâm lấn bằng cái DSA. Thì bệnh nhân đã được chỉ định chụp MSCT động mạch vành vì cái nhịp tim của bệnh nhân khá là nhanh, cho nên mình đồng nghiệp mình lưu ý rằng là muốn có một cái chất lượng hình ảnh động mạch vành với cái chất lượng tối ưu thì mình nên giữ nhịp tim của bệnh nhân thấp. Vì vậy cho nên rằng là bệnh nhân này đã được uống Ifepadin để chuẩn bị có một cái nhịp tim đạt khoảng 62 lần một phút trước khi chụp MSCT động mạch vành. Và bệnh đây là cái hình ảnh chụp MSCT động mạch vành của bệnh nhân. Thì mình thấy là cái động mạch vành phải nó hoàn toàn trơn láng. Động mạch vành trái cũng như là cái động mạch động vành mũ và xuống trước trái khi tạo dựng hình 3D và hình cắt ngang và cái hình trục cắt mặt phẳng coronal, thì mình sẽ thấy có một cái nguyên nhân đau ngực không do tim ở đây, đó là cái tình trạng thoát vị hoành cạnh thực quản. Trên cái MSCT động mạch vành thì mình thấy rằng là mình loại trừ được hẹp động mạch vành có ý nghĩa. Tuy nhiên mình phát hiện được bệnh nhân có một cái thoát vị hoành cạnh thực quản, cho nên bệnh nhân đã được gửi đến khoa tiêu hóa để điều chỉnh cái thủy trị thoát vị hoành, và sau đó thì bệnh nhân hết triệu chứng đau ngực sau xương ức. Và sau khi xét nghiệm chẩn đoán thì cũng do hoàn cảnh gia đình, bệnh nhân chuyển về quê sinh sống và không có tái khám tim mạch định kỳ. Cái bài học rút ra ở giai đoạn này của ca lâm sàng này đó là mình có thể sử dụng Ifepadin làm chậm nhịp xoang trước khi chụp mạch vành nếu như bệnh nhân có chống chỉ định tương đối dùng ức chế beta. Cái thứ hai, mình cần nhớ là cái xác suất tiền nhiễm ở một bệnh nhân nghi ngờ hội chứng mạch vành mạn rất có ích để mà quyết định một cái xét nghiệm chẩn đoán phù hợp. Và nếu ở một bệnh nhân có một cái xác suất tiền nhiễm thấp đến trung bình thì cái MSCT động mạch vành nó sẽ là một cái lựa chọn phù hợp. Nó giúp mình khẳng định cái xác suất bệnh hậu nghiệm thấp và nó sẽ là một cái xét nghiệm phù hợp giúp loại trừ bệnh mạch vành. Và một cái vai ưu thế nữa của CT động mạch vành đó là nó có thể giúp nhận diện các cái nguyên nhân gây đau ngực không do tim. Chúng tôi được xin phép được trình cái ca lâm sàng này tiếp theo 2 năm sau. Thì 2 năm sau bệnh nhân lại đến khám phòng khám tim mạch, bởi vì 3 tháng nay thì bệnh nhân xuất hiện đau ngực trái. Cơn đau này nó chỉ xuất hiện khi bệnh nhân leo dốc hoặc là khi xách đồ nặng. Và cái cơn kéo dài thì khoảng 5 đến 10 phút thôi và nghỉ ngơi, không ngồi nghỉ tí là hết. Bệnh nhân cũng than phiền là gần đây thì bệnh nhân tiểu nhiều hơn và nước tiểu có kiến bù. Và 2 năm nay thì bệnh nhân có báo cáo là bệnh nhân về quê sinh sống và tự bỏ thuốc huyết áp luôn. Vì thỉnh thoảng có đo huyết áp thì thấy huyết áp không có cao, không có tái khám định kỳ gì cả. Tự vì nghĩ rằng là mình đã chụp động mạch vành rồi, mình không có bệnh. Cho nên rằng là cũng hơi khá là chủ quan trong cái việc theo đuổi điều trị tim bệnh tim mạch. Và khi tới khám thì chúng tôi ghi nhận mạch của bệnh nhân là 120 lần một phút, huyết áp là 172/68. Cân nặng thì bệnh nhân 77 kg, cao 1m65 và BMI là 28, có nghĩa là béo phì rõ rồi. Về xét nghiệm sinh hóa thì đường huyết bệnh nhân cao trên 200 bất kỳ và A1C thì 9,1%. Và cholesterol toàn phần của bệnh nhân là 239, LDL là 159 và triglyceride là 248. Men tim của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Và khi siêu âm tim thì thấy là giãn nhẹ nhĩ trái, dày đồng tâm thất trái và có cái giới hạn thất trái, đường kính thất trái ở mức borderline là khoảng 53. EF thì vẫn còn bảo tồn, tuy nhiên rằng là thành ngực khá là dày cho nên không có ghi nhận được cái vận động vùng của bệnh nhân. Có cái hở hai lá 2/4. Đây là cái điện tâm đồ của bệnh nhân với cái nhịp tim nhanh, có một cái sóng Q nhỏ ở D3 và AVF, có cái sóng P hơi
hai pha dương ở các cái ở ở V1, vì vậy cho nên nghi ngờ có lớn nhĩ trái và mình thấy rằng là bệnh nhân có ST trên xuống nằm ngang ở các cái chuyển đạo V4, V5, V6 và D1 AVNL. Đây cái câu hỏi lập sàng đặt ra đối với cái ca này là đây có phải là cơn đau thắt ngực hay không, và cái so với cái lần 2 năm trước thì yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch của bệnh nhân lần này có cái gì thay đổi, và như vậy nó có làm thay đổi cái cách mình lựa chọn cận lâm sàng chẩn đoán mạch vành như thế nào không, và về mặt điều trị thì mình cần chú ý điều gì. Thì nếu mình quay trở lại cái bảng mà cái phân loại kinh điển của cái đau thắt ngực gợi ý là đau thắt cái đau ngực mà gợi ý là cơn đau thắt ngực do thiếu máu cục bộ cơ tim, thì kỳ này bệnh nhân là một cái cơn đau thắt ngực điển hình thỏa ba tiêu chuẩn như hồi nãy mình có nói. Và cái câu đặt ra là nếu như mình đã xác định được đây là cơn đau thắt ngực ổn định thì mình cần phải tiếp tục phân độ nặng theo cái thang điểm CCS của Hội Tim mạch Canada, và đây là cái thang điểm mà tôi nghĩ là quý đồng nghiệp mình đã thuộc, thì nó cũng gần gần giống như cái kiểu mình phân độ suy tim theo NYHA, và đây là cái cơn đau thắt ngực mà xảy ra khi mà bệnh nhân leo dốc ở cái mức gắng sức trung bình, bệnh nhân mình sẽ là cơn đau thắt ngực ổn định CCS2. Và về yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành thì ở đây ngoài những cái yếu tố nguy cơ hồi nãy mình đã nói thì bệnh nhân có thêm cái rối loạn lipid máu và đái tháo đường type 2 mới phát hiện. Như vậy nếu mình theo theo thang điểm score để mà đánh giá cái nguy cơ bệnh tim mạch tử vong 10 năm thì bây giờ bệnh nhân ở cái mức là ở khoảng 5%, ở cái mức này là cái mức ở khoảng 5%. Và nếu mà mình đánh giá theo ASCVD risk của AHA và ACC thì mình sẽ thấy rằng là cái nguy cơ bệnh mạch vành của bệnh nhân là nguy cơ trung bình bệnh tim mạch do xơ vữa trong vòng 10 năm là 17,7%. Và bây giờ nếu mà mình đánh giá khả năng mắc bệnh mạch vành, xác suất tiền nhiễm của bệnh nhân thì mình sẽ thấy bệnh ở trong cái mức 13%, tức là vẫn cần phải cân nhắc thêm một số các yếu tố, và người thấy rằng là bệnh nhân có rất nhiều các yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh mạch vành của bệnh nhân, đừng những cái chỗ màu đỏ ví dụ như rối loạn lipid máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền căn gia đình bệnh tim mạch sớm, và đặc biệt là ECG rút nghỉ có những cái biến đổi về ST và T. Vậy thì theo cái lược độ chẩn đoán bệnh mạch vành hiện giờ thì khả năng là bệnh nhân bị bệnh mắc vạch mà bệnh mạch vành tắc nghẽn trên lâm sàng cao, trên lâm sàng cao, và mặc dù là bệnh nhân bỏ điều trị tức là chưa có điều trị kiểm soát, tuy nhiên mình thấy với rất nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng cái khả năng bệnh mạch vành, cho nên là được đỡ đi chụp động mạch vành xâm lấn, và kết quả là mình thấy bệnh nhân có bệnh thân chung và bệnh ba nhánh động mạch vành cả left main, cả LAD, CX và RCA với cái kiểu tổn thương khá là lan tỏa và xoắn vặn với vô hóa nặng. Thì nếu mà mình định nghĩa nguy cơ cao đối với các cái phương pháp thăm dò ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành để tầm soát ra những cái bệnh nhân mình cần phải tái thông thì đây là cái trường hợp mà có nguy cơ cao bệnh ba nhánh đoạn gần tổn thương left main, LAD. Vậy nếu mà mình tính theo cái việc lựa chọn điều trị tiếp theo cho bệnh nhân, dạ không biết mình còn nghe rõ không ạ? Có nghe rõ tí Dạ, xíu dạ, dạ. Thì mình sẽ ở cái hướng rằng là phải xem xét tái tưới máu cho bệnh nhân hơn là chỉ điều trị nội khoa bảo tồn. Tuy nhiên thì khi giải thích cái phẫu thuật bắt cầu thì bệnh nhân và gia đình từ chối phẫu thuật. Và khi giải thích chọn cái hướng can thiệp động mạch vành qua da thì với cái khả năng tốn khá là nhiều stent, đặc biệt là phải là stent phụ thuốc, và nguy cơ thất bại cũng như biến chứng khá là cao, thì bệnh nhân và gia đình đã từ chối PCI vì vừa vừa sợ mà vừa sợ vừa không đủ điều kiện tài chánh. Cho nên rằng là bệnh nhân cái đắn vấn đề đặt ra cho bác sĩ tim mạch của mình là mình phải điều trị tối ưu nội khoa cho ca này. Thì cái tối ưu hóa điều trị cho bệnh nhân này phải làm sao kiểm soát được các cái triệu chứng cấp, tức là cái triệu chứng đang đau ngực của bệnh nhân, và phải làm sao không còn phòng ngừa được các cơn đau thắt ngực cũng như các cái biến cố tim mạch chính xảy ra, và cái cuối cùng là phải làm giảm các cái yếu tố thúc đẩy làm cho bệnh nặng hơn. Thì cũng tương tự như vậy, cái muốn muốn cải thiện chất lượng sống và muốn cải thiện tiên lượng thì mình phải điều trị làm sao cho giảm được cái triệu chứng đau thắt ngực, giảm được cái tình huống thiếu máu cục bộ cơ tim và ngăn ngừa được các cái biến cố tim mạch.
Thì như quý đồng nghiệp đã biết, các cái thuốc chống thiếu máu cơ tim cục bộ hiện nay mình chia ra thành những cái nhóm. Cái nhóm là làm sao để làm giảm tiêu thụ oxy, thì trong đó có ức chế beta, nitrat, ức chế canxi và iparadin. Và mình có cái nhóm là làm điều chỉnh cái cán cân cung cầu, sẽ làm sao tăng cái cung cấp oxy cho cơ tim. Thì đó là cái nhóm gồm có trimetazidin và nicorandin hoặc randolazin để làm giảm đau ngực. Thì kinh điển thì mình sẽ thấy các cái thuốc điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim sẽ bao gồm những cái bước điều trị tiêu chuẩn. Ví dụ bước 1 là mình dùng đơn hóa trị, đơn điều trị đơn thuốc. Thứ hai mình phối hợp hoặc là mình thêm cái thuốc hàng thứ ba là bước thứ ba, và có những cái đối tượng để mình có thể lựa chọn thuốc cho nó phù hợp. Tuy nhiên thì cái thuốc, cái cách tiếp cận gần đây thì người ta chưa chọn cái cách tiếp cận cá thể hóa. Trong cái cách tiếp cận này thì các loại thuốc đều ngang hàng với nhau và mình có thể phối hợp sớm. Mình chỉ có hai cái loại phối hợp mà mình cần chú ý là nó không có nói hẳn là đây là một cái chống chỉ định, tuy nhiên là thận trọng, cần phải được đặt lên hàng đầu khi mà mình phối hợp hai cái nhóm vừa ức chế beta vừa nonadrenaline hoặc là iverpadin với cái verapamil và diazepam. Và cái cách tiếp cận mà đa cá thể hóa này nó còn thể hiện cái tính linh động dựa vào cái hình kim cương mà ở đây quý đồng nghiệp coi, đó là một cái việc dựa vào cái đặc điểm của bệnh nhân và bệnh động mạch. Đặc điểm của bệnh nhân thì nó có thể nhiều thứ, thì tuy nhiên ở trên bệnh nhân của mình thấy có một cái nhịp tim khá là nhanh và có tăng huyết áp, bệnh nhân có COPD và có đái tháo đường là bệnh phối hợp. Vậy thì cái cách tiếp cận kim cương khi bệnh nhân có bệnh phối hợp nó như thế nào? Vì ở đây là mình ở cái phân nhóm mà bệnh nhân có nhịp tim trên 70 lần một phút, thì cái màu xanh quý đồng nghiệp sẽ thấy đó là cái sự phối hợp mà người ta được lựa chọn. Cái màu trắng là cái có thể cho thêm vào và cái màu đỏ là cái mình cần thận trọng. Thì đối với nhịp tim nhanh thì ưu tiên vẫn ức chế beta, và có thể phối hợp iverpadin sớm với ức chế beta hoặc là phối hợp với thuốc nonadrenaline thuộc nhóm verapamil hoặc diazepam. Còn đối với tăng huyết áp thì mình ưu tiên những cái nhóm ức chế canxi, ức chế beta và có nitroglycerin. Đối với bệnh nhân đái tháo đường thì mình chú ý cái vai trò của iverpadin và trimetazidin trong cái việc điều trị phối hợp cho thêm vào, và lợi ích nó như thế nào thì một chút nữa mình sẽ đề cập tới sau. Và đối với COPD thì mình sẽ chú ý là mình không được chọn những cái ức chế beta mà non-selective, và cái ưu tiên lựa chọn vẫn cứ là những cái thuốc làm sao có thể làm chậm nhịp tim xuống cho bệnh nhân và giảm cái cung. Thì nhận định cái ca này 2 năm sau, đây là một cái trường hợp cơn đau thắt ngực ổn định điển hình có CCS2 và đã có được xác định chẩn đoán qua chụp động mạch vành xâm lấn với hình ảnh bệnh thân chung và 3 nhánh động mạch vành, tuy nhiên không được điều trị tái thông. Bệnh nhân cũng có tăng huyết áp chưa được kiểm soát tốt và đái tháo đường tiếp 2 mới được chẩn đoán và đương nhiên là cũng chưa được kiểm soát tốt. COPD thì có vẻ đang ổn định và béo phì thì kéo dài cả 2 năm nay vẫn như cũ. Vậy thì cái đơn thuốc của bệnh nhân thì đã được theo khuyến cáo mình sẽ xài ức chế beta mà selective, mình sẽ xài ức chế, mình sẽ xài nitroglycerin, có cả cái nitroglycerin tác dụng nhanh trong trường hợp bệnh nhân có những cái cơn đau thắt ngực, và mình kiểm soát bổ sung thêm cái điều trị của bệnh nhân bằng iverpadin và trimetazidin, bởi vì ca này là cái ca có cái nhịp tim nhanh và có bệnh lý chuyển hóa đó là đái tháo đường. Bệnh nhân cũng được kiểm soát tăng huyết áp, cũng kiểm soát aspirin giảm mỡ và bắt đầu được điều trị thuốc đái tháo đường vì đã có bệnh tim mạch do xơ vữa chẩn đoán xác định, cho nên bệnh nhân được lựa chọn metformin và dapagliflozin. Ngoài ra thì bệnh nhân được cho dùng hít các cái thuốc phối hợp vừa salmeterol vừa gliclazone. Thì vì cái đau thắt ngực làm cho bệnh nhân rất lo lắng, cho nên chúng tôi đã hẹn tái khám sau 2 tuần với cái đơn đó. Thì bệnh nhân quay trở lại sau 2 tuần với một cái khai báo rằng là có 2 lần đau ngực trái, phải ngậm nitroglycerin và hết sau ngậm nitroglycerin 5 phút, mạch thì 88 lần một phút và huyết áp thì 13.